Sợ vô đó. Cái lên đứa mặt cái bành rừng con khỉ. Trời mưa xuống là rết á, ở ngoài đường nó ướt một tay vô trong nhà. Yến châu với quạt yến nóng
nữa à. Biển dưới đó rồi cái tá hậu hộp dầu tội. Không trợ câu vô nước à? Mình ở đây đi chứ. Trên Liên Chiểu ngập ác. Tội sợ. Tôi hiểu là cái đoạn đoạn đào đường á, đoạn ở đây nữa. Đoạn chị đoạn cuối đường á, nó không ngập. Bên xe lại nữa, tôi hiểu giờ đó. Cái mũi nghe ảnh gửi gửi là la luôn thả lỏng. Sạch sẽ. Cứ nghĩ chỗ này nhỏ hơn cái chỗ đó là nghĩ chị lúc nào dự trù là đoạn này đoạn đào rồi chứ.